và cái đó là ông Minh nói ông không xúc phạm đồng tử, tức là thằng đó nó chỉ mời ông Minh không biết là đi thăm mà từng mà hàng cụ thể. Ông Khánh là ông Khánh mới mất cho ai chứ tao làm theo được nó rồi uống gì đi uống gì uống trà rồi đi không em đang bàn cái chuyện mà đi ra thế nó quan trọng là ba cái chuyện cũng tao nói vậy điện hạt nhân giờ làm gì là tao không mong hấu lắm phương án chiến lược phát triển được không tao nói mày tao em cũng không hấu lắm hiểu mày ăn chỗ khác thì em cũng mà đi giờ làm vô đó được có thể được công việc nếu thuê mình thì ra làm lập trang từ đâu nhưng bây giờ đương nhiên phát triển về đó mình chỉ làm cái lần đầu là lên lên sau địa điểm hết nếu thuê nữa không mày hiểu mày cũng đặt nếu mình là nó sao với mình làm củ chuối mình làm mãi không sao thì đã có được phải không uống đi trà với cứ điền á mấy cái củ chuối cứ chắc là bầu rồi ba sa chỉ tiên rồi à ba sa còn nữa alo đang làm gì ở cơ quan đang họp chi bộ hả đang học chi bộ chưa về ba mình ba mình rối chị mà ba mình đang làm việc chiến lược mình đang học chi bộ làm việc về chiến lược không nhậu rồi ở đâu nói chuyện với ba băng mà không nhưng mà cái chủ mà xin nghỉ việc không chưa à ok rồi mình vô tư mình đi học chút hả giờ đứa con không tìm nó diễn với cái thằng mà chưa có vợ được chưa nó nhận bây giờ nó diễn anh chưa có vợ mới bị coi chừng mà hư á để nó chết mà mày ai cho nó bệnh nhân đi có bệnh nhân nữa nè em của anh nó chết đi coi không nó đang học chi bộ đang họp chi bộ ở phòng của bệnh nhân đi đang họp chi bộ mà bây giờ kiếm điểm để học ghê lắm mới có một ông mà thiếu máu cơ tiếp thì ông Tiên nói chuyện này bác sĩ Tiên alo tại sao anh không đưa em nói chuyện đi em không có cái tiền chị ơi bây giờ kêu thôi chị vợ đi nhận chị vợ đi có thì còn cô em gái xinh rồi có một ông khám bệnh thiếu máu cơ tim rồi ổng mất ổng đứt bóng rồi sợ quá chết rồi. Ông chết rồi. Ông chết bữa thứ 7 rồi. Khổ nổi cái ông nào. Ông đó mất rồi ổng không nhậu gì hết trơn, ổng thuốc nhiều hơn. Nhậu không biết đi sau khi làm việc xong ổng đi vô chùa. Ổng không hút thuốc luôn. Ông không hút thuốc dữ không? Ổng là thuốc dữ. Đi làm công quả chùa đó, như là làm việc xong rồi đi chùa. Bởi vậy anh em mới bức sức quá. Phải đi uống nhiều cho nó khỏi giảm bớt bệnh tim không? Đó chứ nè, nãy cũng đi về khách hàng xíu. Đang ngồi uống trà mà. Trong cơ quan không có rượu. Có thể tí nữa uống làm vài ve nữa. Không có đâu, em không uống được. Chị có nhận em làm em rể của chị không? Nói luôn đi. Đó. Bởi vậy vừa rồi khám sức khỏe trong cơ quan thông báo rất nhiều người bị thiếu máu cơ tim. Mà có một ông đó cũng không cảnh báo về tiện ông lại mất bởi vậy. Cùng ông Khai Đức Tài, ông Minh, ông đó cũng mơ người, ông đạo đức. Cũng buồn, bởi vậy có anh Tài này đó. Sau nó hỏi Tài, ủa anh đi khám cho tao đi, anh Tài nói cho tao đi kiểm tra hết rồi mày. Đang nói ổng là gì, ai mà thiếu máu cơ tim phải cho đi kiểm tra lại hết. Ông nói tao đi khám rồi. Anh Minh như cũng bị luôn mà chị. Ôi anh Minh bị luôn à? Đâu, nó là cái kết quả khám cơ quan kìa. Hình như là ảnh vẫn bị sao mà. Không sao đâu. Đó, chắc ngồi anh em ngồi nói chuyện chưa nữa 5 phút nữa đi. Làm hết cái chai 18 này rồi về chứ. Làm hết chai 18 này. Cứ hết chai 18 này về.
Yên tâm đi. Đúng đi nha. Hết chai 18 về. Cái chai 18 về, anh em uống trà thôi. Yên tâm, hết chai 18 về chứ uống chưa đây sáng. Alo. Đại ca mày chưa không? Mấy này chứ. Alo. Mấy nè hả? Đại ca. À, thôi. Quang đâu tối đại ca không xưa đâu ba về nè rồi ba mình uống uống nước trà rồi các bạn ba mình về có điện hả? Ủa ngày lên 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 đi học không? Rồi thôi nha nè, yên tâm ơi, tới đây. Chiếu nó gọi mình hôm nào. Ơ, chiếu cái điện à? Chiếu 451. Thôi tôi làm cái chiến lại gì á?